Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Ý nghĩa dự án phục dựng ảnh cho nạn nhân lũ quét thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Trải nghiệm hội cốm Hợp Thành, tìm hiểu nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Tày vùng cao thành phố. Nông dân Mường Khương làm giàu từ mô hình nuôi gà thả đồi. Trong phần tin trong nước và quốc tế, đến Mai Châu, Hòa Bình thưởng thức bức tranh đầy quyến rũ của thiên nhiên với không gian yên bình, thơ mộng và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Nga xúc tiến thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa ung thư. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trước những đau thương, mất mát của người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, anh Phùng Quang Trung, một nhiếp ảnh gia chuyên phục dựng ảnh tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đã thành lập dự án phục dựng ảnh để tặng gia đình các nạn nhân, giúp họ lưu giữ những ảnh cuối cùng của người thân. Anh Phùng Quang Trung cùng các thành viên trong nhóm đã thành lập dự án Skyline Nét ảnh vượt bão để làm ảnh cho các gia đình nạn nhân ở thôn Làng Nủ, trực tiếp liên hệ với gia đình nạn nhân để tìm hiểu và thu thập dữ liệu. Từ những tấm hình rời rạc, nhóm Skyline Nét ảnh vượt bão đã phục dựng thành bức ảnh có đầy đủ thành viên gia đình em Hoàng Xuân Phúc, 14 tuổi, đã mất đi cả bố và mẹ. Đáp ứng mong muốn của Phúc là có một bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong gia đình. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, những bức ảnh đầu tiên đã được trao cho các gia đình ở thôn Làng Nủ. Khi trực tiếp đến trao ảnh ở thôn Làng Nủ, nhóm đã lấy thêm thông tin, dữ liệu của các gia đình có nhu cầu phục dựng ảnh để tiếp tục làm ảnh cho họ trong thời gian tới. Cuối thu, khi những thửa ruộng lúa nếp vào độ uốn câu mang theo hương thơm nồng nàn thì cũng là lúc bà con vùng cao Lào Cai bước vào mùa cốm mới. Mời quý vị đến với không khí rộn ràng của lễ hội cốm đang diễn ra tại xã vùng cao Hợp Thành, thành phố Lào Cai. Kính thưa quý vị, đến với Hợp Thành, nơi có nghề làm cốm truyền thống, bạn sẽ không thể quên được hương thơm ngọt ngào của cốm, một món quà quý của đất trời và bàn tay tài hoa của người dân nơi đây. Hôm nay hãy cùng theo Trần Thu Hà tham dự ngày hội hương cốm Hợp Thành và cùng đón xem nơi đây sẽ có những trải nghiệm thú vị nào nhé. 6 lần địa phương tổ chức ngày hội hương cốm, bà Lương Thị Trục đều góp mặt và mỗi lần tham dự đều mang đến cho bà niềm vui và cả sự háo hức. Hôm nay bà Trục tham gia thi giã cốm cùng chị em trong thôn thi nấu ăn với các món mang đậm bản sắc của người Tày. Rất nhiều món ăn ngon. Cốm thì làm rất nhiều cốm, thứ nhất là cháo cốm, thứ hai là cốm, thứ ba là bánh cốm. Còn là về ngoài các món ngoài cốm ra, chúng tôi còn có rất nhiều món ăn ngon như gà đen. Gà đen thì chúng tôi nuôi ở thả vườn. Thưa quý vị, đến với ngày hội hương cốm Hợp Thành ngày hôm nay sẽ có những gian hàng trưng bày ẩm thực cũng như là các di sản văn hóa của địa phương. Vậy thì hãy cùng Thu Hà đi xem là các gian hàng của chúng ta ngày hôm nay có gì nhá. Nó cũng chỉ là những thứ đơn giản bình thường của chúng tôi thôi. Trong này là cái bông lúa nếp non, và đây là bánh cốm này. Bên dưới này là những cái hoa quả của nhà xung quanh nhà trồng thôi, trong xóm chúng tôi trồng thôi. Lễ hội kết thúc để lại trong lòng nhân dân và du khách những ấn tượng khó quên. Hẹn gặp lại vào mùa cốm năm sau. Hương cốm Hợp Thành lại ngát thơm khắp vùng cao thành phố. Gần 70 thí sinh đến từ các trung tâm, khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia hội thi điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi năm 2024 được tổ chức vào sáng ngày 13 tháng 10. Tại hội thi, các thí sinh trải qua hai phần thi gồm rung chuông vàng và thi cứu trợ với các trò chơi đoán ý đồng đội, bịt mắt, ăn chuối. Ở phần thi rung chuông vàng, các thí sinh trả lời câu hỏi bằng hình thức chọn, viết đáp án. Thí sinh trả lời sai sẽ bị loại và phải rời sàn thi đấu. Các thí sinh còn lại sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi tiếp theo. Khi sàn thi đấu chỉ còn 5 hoặc ít hơn 5 thí sinh, sẽ bước vào phần thi cứu trợ của các đội trưởng với 2 lần thi trả lời câu hỏi và tham gia trò chơi. Đội giành giải nhất, nhì 3 phần thi cứu trợ sẽ cứu được lần lượt 3 thí sinh, 2 thí sinh và 1 thí sinh để bước vào thi tìm người cuối cùng rung chuông vàng. Tham gia cuộc thi này thì sẽ mang cho mình được cái kiến thức tổng hợp. Các bộ luật sẽ thay đổi theo năm và các thông tư văn bản cũng sẽ thay đổi thì mình sẽ cập nhật được các kiến thức tốt hơn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất, nhì ba khuyến khích cho các thí sinh và trao giải phụ cho đội cứu trợ xuất sắc nhất. Hội thi là dịp để đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tích cực học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ,
thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh. Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phát động phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên nông dân làm kinh tế giỏi, qua đó nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Nguyễn Văn Toàn, hội viên nông dân thôn Tảo Giàng, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương. Khai thác lợi thế đất đồi rộng, từ năm 2013, gia đình ông Toàn phát triển nuôi gà thả đồi. Trong lứa gà đầu tiên, do chưa có kinh nghiệm chọn con giống và phòng bệnh, đàn gà 200 con đã chết gần hết, vốn đầu tư gần như mất trắng. Không nản chí, ông Toàn tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất chăn nuôi do Hội Nông dân xã tổ chức. Sau đó, ông vay vốn xây dựng chuồng trại, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín. Duy trì chăn nuôi từ 8 đến 10 đàn gà mỗi năm, mỗi đàn từ 100 đến 300 con, trừ đi mọi chi phí, gia đình ông Toàn thu lãi từ 250 đến 350 triệu đồng mỗi năm. Gà này nuôi đến Tết là gà địa phương mình của mình thôi. Thì cái phòng trừ dịch bệnh cho nó cũng rủi ro nó cũng ít hơn. Năm ngoái nhà tôi là tất cả tổng thu về riêng về gà thịt xuất ra thị trường là hơn 1 tấn. Thế còn lại là liên tục lúc nào cũng có 30 con gà đẻ thì bán 5.000 cho đến 6.000 một quả trứng. Thì cũng có cái nguồn thu nhập. Cùng với nuôi gà, gia đình ông Toàn còn đầu tư chăn nuôi dê, nuôi cá và trồng chè. Từ phát triển kinh tế tổng hợp, trừ đi mọi chi phí, gia đình ông thu về gần 500 triệu đồng mỗi năm. Là hộ sản xuất kinh doanh giỏi, ông Toàn cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hội viên khác tại địa phương cùng nhân rộng mô hình. Gia đình ông Nguyễn Văn Toàn thì cũng là cái điển hình về chăn nuôi tổng hợp. Thì đối với gia đình ông Toàn thì cũng đã giúp cho rất là nhiều hộ về kỹ thuật chăn nuôi cũng như là về con giống để bà con nhân dân cùng phát triển. Trên địa bàn thôn thì có một cái mô hình tức là phát triển chăn nuôi, thì có chỗ anh Nguyễn Văn Toàn đấy thì là mô hình vay cái vốn từ cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đấy thì phát triển cái đàn dê cũng như là phát triển chăn nuôi gà vịt. Thì đến thời điểm này thì đàn dê phát triển cũng rất là tốt, cũng thấy là mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Từ tấm gương cần cù sáng tạo trong phát triển kinh tế như ông Nguyễn Văn Toàn ở thôn Tảo Giàng, Hội Nông dân xã Lùng Vai đang nhân rộng ra toàn xã để các hội viên khác học tập làm theo. Xã Lùng Vai phấn đấu đến năm 2025, giá trị kinh tế trên 1 hecta đất canh tác đạt 115 triệu đồng, thu nhập bình quân của người dân đạt 65 triệu đồng. Ngày 13 tháng 10, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Lào Cai đã diễn ra trận chung kết nam nữ và lễ bế mạc giải Futsal tranh cúp tiểu học Bắc Lệnh mở rộng lần thứ 3 năm 2024. Mùa giải năm nay có sự tham gia của 252 cầu thủ nhí của 12 đội bóng nam và 9 đội bóng nữ đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Lào Cai. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, kết thúc giải, ban tổ chức đã trao cúp và huy chương vàng bạc đồng, giải khuyến khích và giải cá nhân cho các cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất. Trường tiểu học Nguyễn Du xuất sắc giành chức vô địch ở cả hai nội dung nam nữ. Giải đấu không chỉ khuyến khích phong trào thể thao trong trường học mà còn phát hiện bồi dưỡng năng khiếu môn thể thao Futsal trong học sinh. Thưa quý vị và các bạn, một chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên gọi Hồi Sinh nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ sẽ được tổ chức tại thành phố Lào Cai vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Đêm nhạc Hồi Sinh sẽ diễn ra tại quảng trường Kim Tân, thành phố Lào Cai với sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng như Tùng Dương, Hoa Mỹ Di, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Vi Oanh, Khắp Việt. Là chương trình nghệ thuật quy mô lớn nên một tuần qua, gần 20 đơn vị thuộc ban tổ chức đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho đêm nhạc đạt hiệu quả. Là mang đến những công nghệ âm thanh tốt nhất và hiện đại nhất, hệ thống màn LED có độ rộng lớn và hình ảnh sắc nét nhất,
hệ thống ánh sáng là cũng là một hệ thống rất lớn từ trước cái này chưa được thực hiện tại Lào Cai. Chúng tôi sẽ đảm bảo được cho khán giả thưởng thức được một đêm nhạc chất lượng và tốt nhất, thành công nhất để khán giả mãn nhãn trong đêm nhạc. Và hiện tại là công việc đã hơn 50% và chúng tôi sẽ cố gắng gấp rút để hoàn thiện những cái phần còn lại và chắc chắn là sẽ đảm bảo tiến độ chương trình và rất mong là chương trình được thành công và thu hút được nhiều người tham gia. Cái điều quan trọng nhất là mong muốn là tạo một cái sự lan tỏa để lan tỏa đến tất cả đồng bào mình, để mong cho đồng bào mình sẽ có thêm nhiều sự quan tâm và sự ủng hộ của những nhà hảo tâm giúp đỡ cho đồng bào của Lào Cai nói riêng vượt qua và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Đêm nhạc hồi sinh diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 10, khán giả vào cửa tự do. Trong đêm nhạc, cùng với sự quyên góp ủng hộ của khán giả, thì chương trình còn đấu giá 4 bức tranh gây quỹ. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình sẽ được chuyển vào số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai để phục vụ cho công tác sửa chữa, tái xây dựng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo chương trình, du lịch Việt Nam lọt top 20 quốc gia tốt nhất trên thế giới năm 2024. Anh hùng nhí 12 tuổi cứu hơn 100 người khỏi lũ lụt tại Myanmar. Hơn 70 tác phẩm tuyệt đẹp về các loài chim và động vật hoang dã trên lãnh thổ Việt Nam vừa được ra mắt công chúng tại triển lãm của Cuộc thi ảnh chim và thú hoang dã Việt Nam năm 2024 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm giới thiệu đến công chúng 75 ảnh, gồm 60 ảnh chim và 15 ảnh thú, được chọn ra từ hơn 400 ảnh của 117 tác giả tham dự cuộc thi Ảnh chim và thú hoang dã Việt Nam 2024. Các tác phẩm ghi lại vẻ đẹp, khoảnh khắc đặc biệt và tập tính đặc trưng của nhiều loài chim và thú hoang dã, trong đó nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. Cuộc thi và triển lãm ảnh là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Quốc tế Chim Di cư 14 tháng 10 năm nay với chủ đề Chim kết nối thế giới của chúng ta. Thông qua đó giúp nâng cao nhận thức bảo tồn tự nhiên, chia sẻ trách nhiệm chung tay bảo vệ các loài chim và động vật hoang dã, gìn giữ giá trị thiên nhiên cho thế hệ mai sau. Du lịch Việt Nam ở vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng 20 nước tốt nhất trên thế giới năm 2024 dành cho khách du lịch của tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler. Bảng xếp hạng này được chuyên gia du lịch đánh giá là uy tín vì dựa trên ý kiến từ hàng triệu độc giả quốc tế. Theo bảng xếp hạng công bố vào tháng 10, Việt Nam ở vị trí 15 với 89 điểm. Kết quả này thêm khẳng định sức hút của du lịch Việt Nam với du khách quốc tế. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 9 tháng năm 2024, Việt Nam đón hơn 12,7 triệu lượt khách nước ngoài, vượt lượng khách cả năm 2023 là 12,6 triệu lượt. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng tích cực 9 tháng năm 2024, với một số thị trường phục hồi hoàn toàn tăng mạnh so với năm 2019. Cục Du lịch Quốc gia cũng dự báo với đà tăng trưởng như hiện nay, Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đón 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế năm 2024. Trời mùa thu trong xanh, nắng vàng, không gian yên bình, thơ mộng cùng con người thân thiện, mến khách và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Đây là những nét vẽ làm nên bức tranh đầy quyến rũ của Mai Châu, Hòa Bình. Đây cũng là một trong 10 địa điểm thân thiện nhất Việt Nam do giải thưởng thường niên Traveler Review Award 2023 công bố. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 140 km về phía Tây Bắc, vượt đèo Đá Trắng qua dốc Thung Khe, thung lũng Mai Châu hiện ra đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Bức tranh ấy được họa sĩ thiên nhiên ban tặng với mỗi mùa một nét chấm phá. Du khách được chiêm ngưỡng khung cảnh hoa ban, hoa đào, hoa mận nở trắng núi đồi vào mùa đông xuân, nét xanh tươi ngút ngàn khi hè đến, hay khung cảnh cánh đồng lúa chín vàng giữa núi non trùng điệp lúc thu về. Hôm nay là ngày đầu chúng tôi tới đây, được đi bộ, thưởng thức ẩm thực ở đây. Ngày mai thì đạp xe để ngắm cảnh đẹp. Tôi rất thích vì trước đó chúng tôi ở Hà Nội, một thành phố lớn thì không khí rất khác. Còn nơi đây thì thiên nhiên trong lành, thung lũng rất đẹp với màu xanh mướt và con người thì cực kỳ thân thiện, dễ mến. Ngoài khung cảnh thơ mộng, yên bình, thì văn hóa đặc sắc cũng là nét vẽ sinh động, làm nên tổng thể bức tranh Mai Châu xinh đẹp, hấp dẫn. Đến các homestay trong những bản du lịch cộng đồng nổi tiếng như Bản Lác, Bản Pom Cọng, Bản Nhót, du khách sẽ được trải nghiệm ở nhà sàn, thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc Thái. Du khách được thưởng thức
các tiết mục văn hóa văn nghệ, phong tục tập quán của người dân bản địa nơi đây. Thời gian vừa qua thì Mai Châu cũng được vinh dự đón cái di sản phi vật thể cấp quốc gia, đó là múa keng lóng của đồng bào dân tộc Thái. Ở Mai Châu thì có hai cái lễ hội lớn, đó là lễ hội Sên Mường của đồng bào dân tộc Thái và lễ hội Gầu Tàu của đồng bào dân tộc Mông. Thì thông qua các cái lễ hội, các cái hoạt động cũng như là cái việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thì Mai Châu chúng tôi có định hướng trong cái thời gian tới liên quan đến phát triển du lịch, đó là với cái chủ trương đó là hấp dẫn, thân thiện và an toàn. Chính bản sắc văn hóa mộc mạc mang đậm dấu ấn của cư dân bản địa, con người thân thiện, hồn hậu và hiếu khách, không gian đậm chất Tây Bắc đã khiến Mai Châu thành điểm hẹn khó quên. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Mỹ vừa tuyên bố mở rộng các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ và hóa dầu của Iran. Động thái này của Mỹ diễn ra sau cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 vừa qua. Việc Mỹ mở rộng trừng phạt đã bổ sung thêm dầu mỏ và hóa dầu vào lệnh trừng phạt Iran, một sắc lệnh hành pháp của Mỹ nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Iran để phản đối việc chính phủ ở Tehran tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Bộ Tài chính Mỹ đã xác định 16 thực thể bị trừng phạt và 17 tàu là tài sản bị phong tỏa do có liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu hỗ trợ công ty dầu khí quốc gia Iran. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2024 đã đạt 508,8 tỷ đô la Mỹ, trở thành tổng kim ngạch xuất khẩu cao thứ hai từ trước đến nay trong lịch sử nước này. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2024 đã đạt 508,8 tỷ đô la Mỹ, trở thành tổng kim ngạch xuất khẩu cao thứ hai từ trước đến nay trong lịch sử nước này. Trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2024, lượng hàng xuất khẩu tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 173,9 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là con số xuất khẩu trong quý 3 của Hàn Quốc cao thứ hai trong bất kỳ quý thứ ba nào của năm kể từ trước đến nay. Xuất khẩu trong tháng 9 năm 2024 đã tăng vọt 7,5% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục chuỗi tăng trưởng trong tháng thứ 12 liên tiếp. Ngày 12 tháng 10, Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật Quốc gia của Nga thông báo sẽ đưa vào thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa ung thư mới do 3 đơn vị nghiên cứu của nước này phát triển. Vaccine sẽ được thử nghiệm cho các bệnh nhân ung thư phổi ác tính và ung thư phổi tế bào nhỏ. Theo trung tâm trên, việc lựa chọn bệnh để tiến hành thử nghiệm vaccine liên quan đến nhiều yếu tố. Về mặt kỹ thuật, khối u ác tính sẽ dễ xử lý hơn do chỉ ở bề ngoài. Trong khi đó, ung thư tế bào nhỏ đang là loại phổ biến nhất, khiến khoảng 1,3 triệu người tử vong mỗi năm. Vaccine được 3 đơn vị của Nga phối hợp phát triển dưới sự tài trợ của nhà nước. Vaccine đã được hoàn tất nghiên cứu lâm sàng hồi tháng trước, sớm hơn so với kế hoạch, và sẽ được đưa vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu sau khi được Bộ Y tế Nga chấp thuận. Giữa trận lũ lụt nghiêm trọng tại Myanmar vào tháng trước, một cậu bé đã khiến nhiều người thán phục khi dũng cảm chèo thuyền cứu sống hơn 100 người. Đó là Pomea, anh hùng nhí chỉ mới 12 tuổi. Sống tại làng Aung Thuka ở Naypyitaw, cậu bé Pomea đã trở thành một người hùng xuất sắc trong đợt lũ lụt nghiêm trọng do ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi hồi tháng 9 năm 2024 tại Myanmar. Bất chấp dòng nước lũ chảy xiết, Pomea đã điều khiển một chiếc thuyền nhỏ tham gia cứu hộ hơn 100 người mắc kẹt. Hành động dũng cảm của Pomea đã nhanh chóng được lan truyền trong cộng đồng và thu hút sự chú ý của các nhà hảo tâm cùng nhiều nhà tài trợ trên mạng xã hội. Chia sẻ về ước mơ của mình, Pomea cho biết em muốn trở thành một bác sĩ để có thể cứu sống nhiều người hơn. Thưa quý vị, biển Cổ Thạch Bình Thuận cách thành phố Phan Thiết khoảng 90 km. Nơi đây nổi tiếng với bãi đá bảy màu cùng những tầng đá lớn phủ đầy rêu xanh mỗi khi thủy triều xuống. Sự kết hợp giữa bờ cát mịn, biển xanh trong vắt và những dải đá màu sắc tạo nên một bức tranh tự nhiên vừa lạ mắt vừa cuốn hút. Hình ảnh bãi biển độc đáo này sẽ có trong mục góc nhìn cuộc sống hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.